Quen nhau gần 2 năm mà cứ gặp được chắc được 3-4 lần, 3-4 tháng gặp lần, bị khắc khẩu. Có lần cuối cùng rủ đi chơi thì rủ lắm, mấy tiếng đồng hồ mới đi chơi được. Mà đi chơi xong đêm đó cũng có quá giờ á. Mà xong rồi có đi nhà nghỉ á. Có nữa. Có. Mà vô đó nằm từ tối đến sáng, xong rồi em chỉ hôn với ôm ôm à. Rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Sao vô khách sạn không làm gì? Thì thương thì không có làm nữa. Em đặc biệt, thương không có làm. Đây cũng như mình tạo ấn tượng để cho người ta nhớ mình. Còn không thương làm hả? Không thương thì không có vô đâu. Nhưng mà vô thì chỉ là thể hiện tình cảm bảo vệ, có trễ quá này. Trường hợp bất đắc dĩ phải vào nhà nghỉ thì có ôm có hôn như vậy thôi. Được. Được. Lành quá ha. Sau này kết hôn thì kinh tế trong tiền bạc trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Chứ mà để anh giữ. Không, em còn nhỏ vậy chưa có rành, giữ thì chưa có chắc. Khi nào em chắc. Không, em rành đó. Tiền em biết em rành rồi, nhưng mà rành thì cũng nhiều khi nó có nhiều thứ. Để anh nắm rõ hơn, anh giữ nha. Giờ phần từ về sau này của chồng công vợ mà. Sẽ có phần em trong đó, em phải giữ. Chị, sao chị? Có thắc mắc gì không chị? Thắc mắc là mỗi ngày là phát tiền cho vợ mỗi ngày hay sao? Không phát tiền, em đưa tiền tháng rồi đó. Đó. Tháng đưa nhiều? Hả? Thì tùy anh. Tùy thì nói chung là... Bao nhiêu phần trăm của em nói nghe coi. Dạ. Em làm ra 10 phần, tháng em phát vợ mấy phần? 5 phần. 5 phần kia giữ lại làm gì? 5 phần em giữ lại để em lo vợ sau này. Em sẽ dành cho vợ một khoản gì đó bí mật riêng. Cái này là gọi là bí mật. Đó, để đi. Làm có ăn hiếp vợ không? Không ăn hiếp đâu chị. Em trước giờ em hiền. Anh biết em hiền, anh nhìn em biết em hiền rồi. Anh cũng hiền lắm. Nhưng mà anh không dặn ăn hiếp em. Không giờ ăn mà cũng không giờ làm gì hết trơn. Mời bạn nữ. Rồi, chào em gái. Dạ, chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh à, và các vị khán giả. Mời bạn trai. Đây, ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu đi em. Dạ, em tên Thu Thủy ạ. Năm nay tên gì em? Thu Thủy. Thu Thủy. Dạ, năm nay 24 tuổi và đang làm công nhân mai. Công nhân mai, à, quê sinh Thủy. Sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, quê ở đâu em? Dạ không có quê. À em là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Mời bạn trai. Lời đầu tiên xin cho Kim Tuấn gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị trong trường quay. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Và chào em gái bên hàng rào Hoa Hồng. Dạ. Mình tên là Kim Tuấn, năm nay 33 tuổi. Hiện tại đang làm bảo vệ dân phố và kim luôn bánh tráng trộn buổi chiều tối. Tức là bảo vệ khu phố rồi kim luôn bánh tráng trộn là sao? Ban ngày em là bảo vệ dân phố là qua ca trực xong rồi em về em kinh doanh thêm buổi tối. À, em bán con mình bánh tráng trộn dạ, em bán. Tự em làm em bán hay là tự em làm bán, trộn cuốn và nướng nước sâm luôn. Thôi đầy đủ. Giỏi quá ha. Vừa có nóng vừa có mát. Bạn gái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng nhiệt tình trong công việc. Còn điểm yếu của em là em hay mù đường với hay quên. Thích ăn bánh tráng trộn không? Dạ thích ạ. Thích hả? Từ nay ăn bánh tráng trộn không tốn tiền. Ăn có thể nó ăn trừ cơm ăn ngày 3 bữa luôn. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Nếu nóng quá thì mình uống đồ mát vô. Có nước sâm hả chị? Uống nước sâm vô mát liền. Đã quá ha. Dạ. Ăn bánh tráng trộn từ sáng đến chiều, uống nước sâm từ sáng đến chiều là cũng mệt lắm á. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị Cát Tường và thưa em gái bên cạnh. Điểm mạnh của em là vui vẻ, nhiệt tình, hài hước, tận tâm, tận lực. Điểm yếu là nhiều khi nóng quá, thẳng tính, hay ngủ nướng hết. Ngủ nướng rồi có bữa nào là chuẩn bị không kịp, không đủ đồ để bán không? Dạ bán trễ hoài chị ơi, bị khách chửi hoài chị ơi. Mấy giờ mở cửa đến mấy giờ đóng cửa? Dạ 5 giờ chiều mở cửa, có khi 7 giờ tối mới mở cửa. Bán tới 10 rưỡi 11 giờ, tùy theo khách. Bữa nào bán ế thì sao? Không có ế, bao ế. Ế luôn, không có ế. Mình làm sao đâu kể, cô tả làm bánh tráng trộn sao? Bánh tráng trộn thì mình sẽ bỏ bánh chén vô. Xong rồi mình chế sa tế, rắc đều lên, sóc mình nhào, mình nặng, mình nắng, mình bớt. Đó, cho nó đều dầu. Xong mình rắc muối đều hết. Giờ mình có bỏ xoài, đậu răm, đậu phộng, trứng cút, hành phi, khô mực, khô bò, khô gà, con ruốc, tắc, rồi mayonnaise, tương ớt. Rồi xong 10.000 rồi. Thôi chị có tiền. Dạ. Rồi tay nào trộn. Tay phải em trộn chị. Tay nào lấy tiền? Tay trái. Vậy hả? Tay này có xài bao, tay này không có xài bao. Tay nào bóp? Hai tay cùng bóp. Bóp tay chứ. Lành quá ha, lành quá ha. Dạ, dân buôn bán mà chị. Bên đây cô gái chảy nước miếng rồi nè. Nhưng mà nhớ nha, là phải vệ sinh an toàn thực phẩm. Dạ. Làm cái gì cũng vậy, chúng ta làm thế nào đó để cho vệ sinh, làm gì phải bằng bao tay. Em có cái tật xấu gì không? Hay nói nhiều thôi. Nói nhiều cũng là một cái gọi là
cái việc làm ăn buôn bán là tốt chứ đâu có gì đâu. Mà nói nhiều khi nhìn nói nhiều quá người ta sợ. Nói chung là trong tình yêu đôi lúc cũng phải lắng nghe đối phương chút xíu ha. Mua bán mình nói nhiều thì được. Nói chung mà ưu điểm của em nhiều lắm anh biết mà. Em hát được không? Dạ được. Nhưng anh cho em nhường cái phần đó để cái hàng rào kéo rồi em hát thì em mời bạn gái bên kia hát nhảy với em thôi. Đồng ý luôn. Bây giờ tình trường của em sao nè? Dạ chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết. Dạ. Trong trắng trên nguyên. Nắm tay chưa? Dạ chưa. Có nụ hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Chưa có trai nắm tay luôn. Dạ chưa. Một hồi có con màng vừa ăn bánh tráng trộn vừa hôn. Bạn bên kia là một cô gái chưa bao giờ có mối tình nào cả. Bạn cảm nhận thế nào? Dạ cảm ơn đó một điều rất là tốt. Em cũng thích mẫu con gái như vậy. Còn bạn mấy mối tình rồi? Em thì được hai mối tình. Mối tình đầu tiên là ngày trước khi đi nghỉ vụ là thích bạn đó và bạn đó không thích. Đi 2 năm về. Cái bạn cái vô tình em bị sốt xuất huyết. Em nằm bệnh viện mười mấy ngày đó. Cái bạn đó mới qua hỏi em Út em xin số điện thoại. Xong rồi bạn đó tự tìm gọi điện thoại cho em hỏi em nằm bệnh viện nào rồi lên thăm nuôi em mười mấy ngày luôn. Cái về quen. Còn mối tình thứ hai thì nó cũng khá căng. Có thể là hy hữu đó. Là sao? Tại vì cô đó đẹp, rồi học cũng giỏi mà dân du lịch. Quen nhau gần 2 năm mà cứ gặp được chắc được 3 4 lần, 3 4 tháng mới gặp một lần. Bị khắc khẩu. Có lần cuối cùng rủ đi chơi thì rủ lắm mấy tí đồng hồ mới đi chơi được. Mà đi chơi xong đêm đó cũng có quá giờ á. Rồi xong rồi có đi nhà nghỉ á. Có nữa. Có. Mà vô đó nằm từ tối đến sáng xong rồi em chỉ hôn với ôm rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Phải không? Hay là cái sự thật gì? Hay là đêm đó bạn ấy phát hiện ra điều gì ở bạn? Em rất là khỏe khoắn anh. Em rất là mạnh mẽ. Sao biết? Tại vì em để quên cái tờ giấy đó, khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi. Khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi. Chứ em là cái gì? Men 90%. Em xét nghiệm luôn á hả? Xét nghiệm tinh trùng à? Em có thử nhưng mà em lục tờ giấy không ra. Xét nghiệm tinh trùng á. Chứ vậy? Để biết mình nó còn cái nó còn bơi được, nó còn khỏe. Ai kêu em đi làm cái giấy đó? Em tự bản thân em đi. Vậy là bản thân em có nghi ngờ mình là yếu đúng không? Không có nghi ngờ nhưng mà mình phải là phòng hơn. Vì mình kêu khám để biết cho mình an tâm. Là khám cách đây bao lâu? Khám mới đầu năm à. À, cái mà nhiều khi hồi đầu năm nó còn khỏe chứ giờ nó yếu rồi. Không, sức khỏe vẫn điều độ mà ăn ngủ thì điều độ. Tướng này là chị khỏi chê rồi. À vậy hả? Vậy yếu chứ rồi. Sao vô khách sạn không làm gì? Thì thương thì không có làm nữa nè. Em đặc biệt thương không có làm. Đây cũng nhiều khi mình tạo ấn tượng để cho người ta nhớ mình. Còn không thương làm hả? Không thương thì không có vô rồi. Nhưng mà vô thì chỉ là thể hiện tình cảm bảo vệ có trễ quá rồi. Trường hợp bất đắc dĩ phải vào nhà nghỉ thì có ôm có hôn như vậy thôi. Được. Lanh quá ha. Dạ. Giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái thì sao? Cao trên 1m58, ốm. Được không chị? Được. Được. Rồi da trắng, đừng có bị cái gì đó. Nó khó chịu á. Cái đôi cánh thiên thần á. Với lại đừng có bị hô. Rồi đừng có môi sách, đừng có môi mỏng. Cái gì tùm lum vậy? Không, đặc biệt cái đó là cái miệng quan trọng. Khó tính quá à. Không khó lắm chị. Em cũng dễ lắm chị. Thôi cũng được. Thích cô gái hiện đại hay là con gái truyền thống? Vừa nửa này nửa kia thôi. Chứ hiện đại quá nó hại điện. Nên là truyền thống thì cũng khuôn khổ quá. Nên cứ sao cũng miễn thấy thoải mái được rồi. Rồi thôi được rồi. Để anh qua anh coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Dạ chào chú hả? Chào em gái, dễ thương quá. Con nhiêu tuổi rồi con? Con 24 tuổi rồi. 24 tuổi con gì ta? Tuổi con chó. Con chó, bên đây con gì? Con trâu. Trâu chó. Thôi chà. Một người quả, người kim à. Người quả kim. Người bạn quả, người bạn kim à. Cũng nè. Được không? Dạ cũng được anh. Vợ nấu mình cũng không sao. Trâu chó gặp nhau cũng được rồi. Đây anh này dễ thương đó. Con có bán bánh tráng trộn được không? Vậy được. Con thích ăn bánh tráng trộn. Nói vậy thôi chứ khi bán thì ăn ngán. Con ghét cái tính gì của đàn ông nhất? Gia trưởng hả? Ích kỷ. Cái đó không có đâu. Em dễ thương lắm anh. Không nghiện rượu bia. Không hút thuốc. Không hút thuốc. Bia rượu có. Xã giao anh. Xã hội giờ là phải xã giao. Xã giao thì được. Xã giao ha. Xã giao. Biết kính trên nhường dưới. Được. Biết quan tâm và anh chăm sóc. Anh nghĩ rằng ảnh đối nhân xử thế được bởi vì rất là lanh. Dạ. Ha. Tôi thấy cũng ổn định ha, hai đứa cũng dễ thương, hợp lý với nhau. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ đi với bà và mẹ và chị với bác. Bà là bà nội bà hả? Sáu à. Bà Sáu. Dạ. Kính chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Cát Tường. Dạ, chào cô. Cô là Phạm Ngọc Hạnh, 66 tuổi, cô có cơ sở mai mặt.
thì Thủy tới nhà cô để làm. Thì cô nhận xét thấy Thủy là cái người rất là trung thực, có trách nhiệm. Cô chịu nhất cái tánh đó. Cô nhận xét về em trai, thấy thì nói hơi nhiều. Con chênh lệch với Thủy hơi nhiều, 9 tuổi, nhưng mà không có kỵ. Thì cô thấy là hai con tới đây thì đã có duyên gặp nhau rồi, thì mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Cô xin hết. Cảm ơn cô. Rồi em trai đi với ai? Em đi với lại mẹ em trai em, giờ bà con lối xóm. Dạ chào chú Quyền Linh và dạ. Cô Cát Đường. Dạ. Hôm nay tôi thấy cháu cũng Thủy cũng được dễ thương. Cảm tôi cũng mong cô. Cho hai cháu tìm hiểu tới nhau mà tới không nhân. Thôi sẵn đây cô có nói vài tiếng với bên đàn gái đi. Đó. Hai bà xui nói chuyện đi. Trời ơi. Hai bà xui với tương lai. Chúc con dễ cháu nghe được chưa? Dạ. Rồi. Bây giờ thì hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Câu chuyện bắt đầu. Dạ em chào anh. Gửi em bó hoa với lại món quà. Cảm ơn anh. Đây là quà anh lựa. Dạ. Dạ nón chị. Dạo này nó nắng lắm, cái nón để hy vọng có ngày em đi biển đổi với anh. Dạ. Anh không biết cái em cái size nào. Dạ. Lấy tao ba cái rồi. Rồi. Quay cho mẹ coi. Dễ thương không mẹ? Còn cái này đó, còn nói thử. Đây. Còn cái này đó, cái này là để đi chơi với anh đội cái đi biển. Đó. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Vừa hết phải không? Dạ. Vừa hết đúng không? Dạ được hết. Em lần đầu tiên em cảm nhận với anh như thế nào? Em thấy anh được. Anh được. Anh có đẹp trai không? Anh có đẹp trai không? Dạ đẹp. Dạ đẹp ạ. Mặc áo ấy luôn. Nè gái mới lớn, ta chưa có bạn trai, chưa nắm tay đó nha ông. Lanh quá. Anh cảm nhận đầu tiên gì em là em có đồng điếu. Đúng dạ. Với anh luôn. Dạ, em dễ thương quá. Em cảm ơn anh ạ. Em cười rất là đẹp. Anh cũng hy vọng anh thấy em cười hoài. Đó. Anh mua cái bó bông này là hoa hồng cam đỏ này, là ý nghĩa là lên em lúc nào anh cũng muốn em lúc nào cũng nồng cháy, rực lửa trong mắt anh. Ngay cái phim vào bếp em giữa chén đều phải rực lửa. Đó, ý anh. Dạ, cảm ơn. Đó. Anh thì con người nó cũng nhiệt huyết lắm, nên hy vọng em cho anh cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu, và để cho mẹ anh với mẹ em là có thể là ngồi uống chung rượu mừng. Dạ. Đó. Anh sẽ hát một ca khúc để hát tặng em và tất cả mọi người ở đây. Mẹ Việt Nam anh ơi sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoang ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Trời ơi, trời ơi. Trời, quá hay, quá hay. Được, dễ thương. Em gái có hát lại bài gì không con? Dạ con hơi bất cỡ. Hát đi em, hát đi em, có anh cổ vũ cho. Hát đi em. Dạ em xin tặng anh và quý vị khán giả và chú Quyền Linh và các và cô Cát Tường một bài hát dễ thương nhưng mà đoạn nhỏ thôi. Thôi để hạ cái bó bông thấp thấp xuống che cái mặt rồi. Dạ. Đừng có núp vô bó bông nữa. Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng, cho người mang cho em một bao to những món quà. Và trong ấy bước ra là chàng hoàng tử quá ư xinh trai. Wow. Đến bên em và nhẹ nhàng hôn vào tai. Dạ wow. Hết rồi ạ. Quá hay bây giờ. Cảm ơn. Không làm quá người ta hồi hộp người ta rung mà ông còn sáp sáp vô hoài. Phải sáp để bảo vệ gì chứ phải sáp ý đồ. Trước giờ anh lo công việc quá. Hôm nay cũng hơn nửa đời rồi rồi. Nên giờ thời gian anh sẽ dành lại rảnh anh sẽ dành cho người yêu. Thì anh cũng hy vọng Gò Vấp ở quận 8 thì nó cũng không xa. Em nghĩ là mình hẹn hò vào trong tuần giờ nào hay thời gian nào em rảnh nhất? Em thì làm suốt, chỉ có chủ nhật thì được nghỉ thôi. Thì cũng làm về 5 giờ. À 5 giờ, về qua 6 giờ đi chơi được rồi đúng không? Dạ được. Đi cái tiệm ai bán? Dạ không có tiệm thì em giao cho người khác bán chị. Em muốn sinh viên bán mà chị. À, mình làm chủ thôi phải không? Nên, em thường em thích đi đâu chơi? Em mù đường lắm phải không? Em mù đường. Thích đi đâu. Vậy là chuyến này mình hai đứa mình quen nhau á, đi xem phim xong á. Thì có cuối tuần này anh xin phép mẹ với lại chị em để đưa em đi biển, cho em đội cái nón để chụp hình với anh. Dạ được ạ. Dạ được ạ.
Em có nói gì anh không? Hay thấy đẹp trai quá bất ngờ rồi. Cảm nhận đầu tiên của em đó, đối với anh là em thấy anh chân thật, dễ thương. Cảm ơn. Vui vẻ, hòa đồng. Vâng. Sau này kết hôn thì kinh tế trong tiền bạc trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Trước mắt anh giữ. Không, em còn nhỏ chứ em chưa có rành, giữ thì chưa có chắc. Khi nào em chắc. Không, em rành đó. Cái đó, cái tiền em biết em rành rồi, nhưng mà rành thì cũng nhiều khi nó có nhiều thứ. Để anh nắm rõ hơn, anh giữ cho. Giờ phần phần từ về sau này của chồng công vợ mà, sẽ có phần em trong đó. Em phải giữ. Chị, sao chị? Có thắc mắc gì không chị? Thắc mắc là mỗi ngày là phát tiền cho vợ mỗi ngày hay sao? Không phát tiền. Em đưa tiền tháng rồi đó. Đó. Tháng đưa nhiêu? Hả? Thì tùy anh. Tùy thì nói bao nhiêu phần trăm của em nói nghe coi. Giờ dạ. em làm ra 10 phần tháng em phát vợ mấy phần? 5 phần. Mà 5 phần kia giữ lại làm gì? 5 phần em giữ lại để em lo vợ sau này. Em sẽ dành cho vợ một khoản gì đó bí mật riêng. Cái là gọi là bí mật. Đó, để đi. Lành quá, ăn hiếp vợ không? Không ăn hiếp đâu chị. Em trước về em hay... Anh biết em hiền, anh về đây biết em hiền rồi. Anh cũng hiền lắm. Nhưng mà anh không bao giờ ăn hiếp em. Không giờ ăn mà cũng không giờ làm gì hết trơn. Nghe anh nói là anh không thích người mập, mà em mập á. Không, em mập rồi, từ em về em ở với anh là em về đứng mấy chân trộn với lại mớm à. Nó, anh tính rồi, anh tới trường hao rồi. Yên tâm. Anh trường thôi hao rồi. Thôi tôi bỏ tay. Nói được hết không? Dạ, thì dân buôn bán mà anh. Em chưa bị tinh thần rồi. Nói nghiêm túc và tôi cũng thấy mắc cười. Nói hay lắm. Con người ta hiền lắm đó nha. Bình tĩnh nha cưng, dạ. Suy nghĩ thật kỹ. Rồi để tay đút bấm bên kia. Để ngồi tướng cho đẹp. Hai bạn hãy tự quyết định và đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn chúc mừng. Rồi hả? Nắm tay nhau đi. Cô gái này chưa được nắm tay, chưa hôn bao giờ. Ấm không? Dạ, con xin phép bác gái cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má em Thủy. Anh hôn em nha. Hôn má. Hôn môi hả? Ăn kỹ thuật kêu nha em. Trời ơi. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Đài mời bạn đó. Nữ. Thôi mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Em tên là Hữu Quốc, quê quán là Quảng Ngãi. Hiện tại sinh sống ở Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một. Chuyên về nấu ăn món hải sản. Quốc tức là Quốc là đầu bếp hả? Không, em chỉ trợ lý cho anh đầu bếp kia. Anh coi như em nấu được đúng không? Em nấu được. Như là bếp phụ ha? Bếp phụ. Dạ bếp phụ. Bao nhiêu tuổi rồi? Phụ bếp, dạ, phụ bếp, bếp phụ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào dạ, em. Chào quý khán giả và dạ, em chào anh Quốc ạ. À. Dạ em. Anh chào em. Tên là Nguyễn Lê Hoài My. Hôm nay em 34 tuổi. 34 tuổi. 34 tuổi. Trời ơi trẻ măng, nhìn tưởng là 24 à? Em quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện em ở đây luôn. Hiện nay đang bán tạp hóa tại nhà. À, mình kinh doanh gia đình mình trong gia đình mình luôn. Dạ. Em ở với ba mẹ hay ở với ai? Dạ em ở với bà ngoại và dì. Ủa bán ở đâu My? Dạ em bán ở bên đường Phan Văn Hớn này nè anh. Dạ. Ồ vậy quận 12 đi Bình Dương cũng dạ, gần á. Ngay chỗ tới cầu á. Lá Thiêu là băng qua tới. Đúng rồi. Em hay uống cà phê đó. Ủa vậy đó hả? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của Quốc là gì? Kia điểm mạnh của em là em sống rất là hòa đồng với mọi người. Em rất là thương người. Công việc thì em rất là kỹ lắm. Trong nhà hàng ai cũng nói là em là kỹ, sạch sẽ. Và người là sống thoáng. Làm cái gì cũng phải chắc chắn. Mà điểm yếu của em hay ghẹo người ta vậy. Ghẹo cho vui thôi. Ghẹo cho vui. Nhưng đúng mà người rồi. Ta công việc của em làm mà chưa có đạt thì em phải làm lại. Rồi bắt mấy đứa em làm lại, người ta nói em khó. Vậy thôi chứ em làm nghiêm chỉnh trong việc làm ăn đúng không? Dạ. Còn ghẹo người ta không sao đâu, ghẹo vui. Khi nào ta chửi là không ghẹo nữa. Dạ. Anh cũng hay ghẹo bị chửi hoài. Thì có em có cái tật xấu gì không? Em hay coi phim phim gì? Phim kiểu như là phim gì kinh dị à. Phim Mỹ bắn ra súng à. Tật xấu coi phim tưởng đâu có gì. Kinh dị không sao. Nhưng mà coi khuya quá như nhà mà phiền. Không sao, coi phim đó không sao đâu. Nhưng mà coi kinh dị nhiều quá
đầu óc mình nó cũng kinh dị lắm. Mai mốt em bắt lên kiếm cái phim Đồng Tiền Xương Máu hay là Giao Thời để em coi. Thấy không, nó nhẹ nhàng nhá. Dạ, dạ, dạ. Rồi, mời bạn nữ. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì em? Dạ, ưu điểm của em là rất chân thành với mọi người. Trong nhà thì có chuyện gì là em có mặt trên từng cái số. Nói chung là mình là sống là vì mọi người đúng không? Dạ. Vậy thì mình có cái yếu điểm gì không? Nóng tính lắm chị. Hay mà giống như là làm cái gì sai á, mà thay vì như có những người góp ý một cách nhẹ nhàng thì em lại nói nè, ừ sai gì đó, mốt đừng làm vậy nữa, tôi không thích vậy. Coi như là để thẳng vô mặt ta luôn vậy đó. Thẳng tính quá không tốt đâu My ơi. Dạ. Dạ thì đó thầy cũng thẳng tính quá nên giờ mới ngồi đây nè anh. Không sao, cái đó em có thể dung hòa với bạn gái được. Được rồi. Không sao. Ngoài cái đó ra còn biết những cái tài lẻ gì nữa không? Hát. Thích đi hát ca cổ với dập hình. Dạ. Yeah. Lên câu giọng cổ thôi coi My. Dạ. Chơi luôn. Anh với chị với bạn với khán giả vui lòng bình tĩnh lắng nghe em hát. Bình tĩnh, rất bình tĩnh. Đám cưới đầu xuân hôm nay mọi người ai ai cũng đều vui tươi hớn hở. Nhà gái nhà trai vui đùa rộn rã, tiếng pháo rền vang vui vẻ tưng bừng. Cô bác gần xa nâng ly rượu chúc mừng. Ôi cảm xúc thiêng liêng trong ngày hôm lễ, bao cảm xúc chào dân một niềm vui khôn tả. Em học hát từ lúc nào vậy My? Hồi nhỏ thích đi nghe với ngoại rồi cái hát theo băng cassette thôi vậy. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ nghệ sĩ cải lương em nào. Em nghe băng cassette thôi nha, cái băng nó nhão khó học hát lắm. Dạ không, tại lỗi của em chứ phải lỗi của cái băng cassette. Được, lỗi của em. Sao Quốc, vui Quốc. Thì vấn đề cái ca cổ giao duyên rồi đó, em cũng thường hay nghe thích. Nhưng mà thích hát không? Hát rồi đôi khi em vô karaoke mới hát được. Và cái giấy, thử lên câu giống bên kia. Như chưa từng có những phút lìa xa, sao vương vai anh khóc hoài, như con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em từng đêm những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dần hết cho em. Quá dữ, quá dữ. Em gái thấy anh Quốc hát được không? Dạ hay hơn em nhiều. Hát hay hơn em. Em cũng hay nói nữa. Nói chung là hai bạn học chung thầy á. Rồi, tuyệt vời. Tình trường của em như thế nào? Dạ em thì có hai mối tình. Bạn trai đầu tiên không có tạo cho mình cái cảm giác an toàn khi ở bên bạn đó. Cái bạn đó chở em mà phóng qua một cái ngã tư đầy xe tải. Và bên mình thì đèn đỏ, bên em là đèn đỏ. Bên người ta xe tải đang đèn xanh. Còn có mấy giây nữa là đèn xanh, người ta chuẩn bị chạy. Thì chỉ biết xe tải mà nó đâu có nhường ai. Xong họ, người đã chở em bằng cái xe của em mà phóng một cái dèo. Rồi sao nữa? Xong mà xe tải thắng một cái két. Xong mà người ta lòi đầu ra, người ta chửi em. Xong em chửi người đó, mày chạy kiểu gì thế hả? Xong rồi chia tay luôn. Dạ nhanh chóng rồi em đuổi mọi người đó xuống xe rồi em lấy xe em chạy về. Rồi. Quốc, Quốc. Mai mốt chở cô ấy chạy chậm chậm thôi nha. Thấy ba chạy xe rất là đàng hoàng. Nếu mà có gì cô quay của nó mày chạy về hả mày? Quốc mấy mối tình Quốc ơi. Người mà thương yêu thật lòng là chỉ hai người thôi. Một người ở Sài Gòn là đường Chu Văn An. Một người cùng quê là Quảng Ngãi ở trên Bình Dương. Rồi. Ủa rồi ở không bao lâu rồi? Ở không cũng được 8 năm rồi chị. Dạ còn mấy tháng nữa là được 10 9 năm đó. 9 không? Năm. 9 năm mà chị. Sao ế lâu? Tới mức mà tính tháng tính ngày luôn. Lý do tại sao ế dài đằng đẵng tới 9 năm? Tạp quá cũng nhiều người mua đồ lắm chứ. Dạ đúng rồi chị, nhưng mà cái chỗ của em á là người ta có cái quy định là chỉ có cho vợ chồng mướn thôi. Nên là tới mua tạp quá cũng là đàn ông có vợ không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ muốn bữa nay muốn tìm một người như thế nào? Ngoại hình á. Ngoại hình. Giống nghệ sĩ idol của Lộc em. Vũ Linh. Anh Vũ Linh cải lương á hả? Chính xác. Bên bển giống Vũ Linh không? Bên đây không giống Vũ Linh, giống Vũ Nữ chút. Nhưng mà em thấy dáng dốc này kia cũng giống giống Vũ Linh em gái hả? Dạ không, đời không như là mơ mà anh Linh. Rồi vậy giờ em muốn người sao em nói anh Linh nghe luôn đi. Giờ cái còn vụ như tính cách là giống ba em. Rất là thương vợ thương con, rồi biết đối nhân xử thế. Rồi. Người yêu của em cũng cỡ mấy 6 hoặc 65. Có cái điều gì em ghét nhất ở người đàn ông? Vũ phu. Uống rượu mà giống như là không có kiềm chế á chị. Rồi đơn giản vậy thôi ha. Em trông cậy cả vào chị.
Chào chị Cát Tường. Dạ. Đời không như là mơ. Dạ em biết mà, em biết đời không như là mơ. Mẫu người lý tưởng của anh sao? Bình thường á chị. Cỡ mà chỉ 10 thì mà bạn gái em cỡ 5 được 6 được rồi. Mập ốm cao thấp thì gọn gọn như chị thôi được thôi. Bây giờ cưới về mình sống ở đâu? Mình nơi nào sống được, làm ăn được thì em sẵn lòng đến với cô đó thôi. Ở rể được không? Dạ ok luôn. Rể không? Dạ bắt rể. Nuôi nổi không? Nuôi. Thì nuôi có luôn. Sẵn cái quán đó rồi, hai vợ chồng cứ ăn cái quán đó thôi. Trời ơi, ăn rồi sập cái quán rồi sao trời. Anh không cần nuôi đâu em. Anh là một người nhạy cảm trong vấn đề ở Sài Gòn này. Anh rành đường xá đi buôn bán làm ăn dễ thôi, không có gì đâu em. Rồi, tôi ủng hộ bạn. Dạ. Đời không như ước mơ. Dạ em chào anh. Ước mơ chỉ là mơ ước. Ai chào em gái dễ thương. Dạ, em chào anh. À, nói chung là cũng tròn tròn tại bán quán mà ha. Nhìn dễ thương chứ không đến mức như giọng nói như nãy em tả đâu. Dạ. Em nghĩ rằng hai người hợp đó. Dạ. Nhưng nếu mà được thì anh bước tới em chấp nhận bao lâu? Cưới gấp đi anh, cưới gấp đi anh. Cưới gấp đi anh. Gấp ha. Em có dự định định tương lai em ngoài cái bán quán em còn làm gì nữa không? Nào giờ em chỉ biết buôn bán thôi à. Buôn bán là hợp với anh này đó. Dạ. Hợp lý đó. Dạ. Rồi, đàn trai thấy đàn gái cũng ok. Dạ. Hôm nay em đi với ai nè? Bà dạ, đúng không? Hôm nay em đi với bà ngoại, mẹ và dì Bảy. Rồi, cũng xin ngoại. Ngoại thấy cái chàng cháu rể tương lai của mình được không ngoại? Hiện giờ vô nên hai cháu thôi. Nếu mà hợp tình, hợp lý thì tự mừng ăn, tiết kiệm từ từ mới có khá. Dạ. Năm nay là ngoại bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Nay ngoại sắp 92 thôi, tính 91 đi. Để nói 92 là anh Giang nói ta. Dạ. Dạ, con chúc ngoại sức khỏe nhiều nha. Dạ, chúc cô Cát Tường, chúng gần lên với chúc trong cuộc hợp này đều mạnh khỏe hết. Dạ, cảm ơn làm ngoại. Sao mà sống như bà ngoại được 91 tuổi đi. Chắc không nổi đó ngoại ơi, chắc không nổi đâu ngoại. Con cũng mong tới đó thôi, giờ không biết nổi không. Cảm ơn ngoại. Dạ, dạ cảm ơn ngoại. Rồi, em đi với ai Quốc? Dạ, em đi với cô Lan là cô ruột. Cô dạ. Như mẹ rồi. Chào cô. Chào chú Hoàng Linh, cô Cát Tường. Dạ. Quý khán giả, tôi là cô của cháu Quốc. Thấy bên nữ cũng dễ thương mà hay bên đồng ý hết thì cho cháu này đi đến. Dạ, cô đồng ý tán thành hả cô? Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Anh có hoa tặng em. Dạ, chúc em tươi đẹp và như hoa. Dạ. Em cũng có một món quà em tặng cho anh. Dạ. Dạ. À, em nói trước hay anh nói trước? Anh nói trước. À, mới gặp anh em thấy như sao? Em nhận xét về bên ngoài anh trước nha. Dạ, anh trước rồi. Anh đẹp trai quá. Anh đẹp trai quá. Đẹp trai. Dạ, cảm ơn em. Nhưng mà đẹp trai không mang lại cho mình được gì đâu em. Phải có tài. Dạ, đúng rồi. Dạ, anh nói chung là đẹp thì chấm trước rồi. Dạ. Em thì cũng biết làm việc nhà, rồi em cũng biết nấu ăn. Nói với anh thì anh rất mọi người nhận xét anh là hiền. Thì năm nay 40 tuổi thì nói chưa yêu ai, chưa vợ thì nhiều người cũng sợ ông này giống BD. Nhưng mà anh là một người man, là đàn ông đích thực. Nhưng mà anh có duyên nhưng mà chưa có nợ. Cực quá anh cũng rất là rành. Anh có thể là về giao hàng cho em, rồi mở thêm một cái gì để làm phát triển hơn nữa. Anh có vợ không? Quan trọng là hỏi ảnh lần đầu tiên nhìn thấy em cảm nhận em như thế nào? Anh cảm nhận về ngoại hình và tính cách của em như thế nào ạ? Em có sức khỏe. Có sức khỏe. Có hàm răng rất là đẹp. Dạ. Yeah. Anh thấy em rất là dễ thương. Hồi nãy giờ anh nói em nói chuyện bên kia giống như chắc là em là một người già lắm, như là một cái cổ lỗ sĩ gì đó đứng ca hát gì đó, anh nghe cũng chưa có rõ mi lắm, nhưng mà thật ra nhìn thấy được đó là một người là thật thà. Thì anh là người miền Trung, em có ngại gì điều gì không? Dạ em không có ngại gì hết. Em có sẵn sàng về quê anh chơi để biết quê, biết nhà cửa ngoài đó không? Dạ thì nói chung là em cũng thích đi đây đi đó cho biết. Yeah. Quen nhau thì em chỉ muốn một điều duy nhất là như là cái giọng nói của mình thì dễ nghe một tí thôi. Dạ. À, nãy giờ anh nói tiếng Nam không? Dạ. Đúng thì không? Đó. Anh là dạ. người tiếng Nam mà anh vào trong bếp là anh nói tiếng Bắc. Dạ. Yeah. Yeah.
kiểm tra lại tất cả mọi thứ, quyết định bằng chính con tim của mình. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay nào. Nhìn nó cũng hơi so le chút xíu, nhưng mà về tính tình, về tất cả mọi thứ, về công việc, về tương lai, anh thấy các bạn rất là hợp với nhau. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ sớm hiểu nhau hơn và đưa ra quyết định một cách tốt nhất và gửi thư về chúng tôi nhé. Mời bạn nữ. Thôi, mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, cùng quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Trần Liễu Phương Trang, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang bán thuốc ở quận 12. Trang quê đâu Trang? Em sinh ra và lớn lên ở quận 12. Rồi, mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em tên là Lê Trần Cường Thịnh, năm nay 27 tuổi. Hiện đang sống và làm việc ở quận Gò Vấp, quê gốc ở Hải Dương nhưng sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Em làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là một người rất là nhiệt tình, hòa đồng, thân thiện và thích dọn dẹp. Cái hay nhất là thích dọn dẹp đó. Yếu điểm của em thì nấu ăn không được ngon, hơi vụng về. Rồi, bạn trai, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em nấu ăn ngon, với lại biết quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu người khác. Cũng rất là thích chiều chuộng bạn gái, thích đưa bạn gái đi những nơi như du lịch, đi đây đó. Và khuyết điểm là em ăn rất là chậm. Em có một cái tật xấu là tắm xong là mặc đồ luôn, không có lao gì. Nó để ướt từ vậy nhỏ luôn á. Dạ, để ướt luôn, xong rồi cái đầu để ướt lắc lắc lắc. Mấy người mà tắm không lao dễ bị lát lắm á. Thiệt mà. Không, da em trắng mịn nữa như da em bé trắng luôn. Bảo đảm về khoa học á, mà tắm xong không lao á, là mặc vô người nó ẩm á, chắc có bị lát rồi. Thôi, mình nói chút xíu về tình trường đi. Em chủ yếu là em yêu đơn phương là nhiều. Trời ơi, tội nghiệp không? Em khổ. 27 tuổi mà chưa có yêu đơn phương thôi đó, đàn gái. Em thì sao? Dạ, em cũng giống như bạn, em chưa có mối tình nào. Nhưng trời mà ơi, em cũng chỉ say nắng vài ngày rồi thôi. Không ai đeo đuổi mình sao? Tính em cũng hơi con trai, không có thích bánh bèo. Mấy bạn trai thì cứ thích bánh bèo. Muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ, muốn tìm một mẫu người bạn trai cao 1m7, có nụ cười tỏa nắng. Một người như anh Quyền Linh đó chị. Giống như anh Quyền Linh? Dạ. Mình cười giống Hoài Linh được không bạn? Hoài Linh hả bạn? Tự nhiên ta đang lý tưởng Quyền Linh, tự nhiên chuyển qua Hoài Linh vậy ông? Không, mà bên đây dài ngầm giống anh, cười cũng tươi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Hút thuốc và cờ bạc tụ chè. Có không Thịnh? Dạ không, em rồi. Ghét mùi thuốc, là em ghét uống bia lắm. Em cũng ghét con gái uống bia mà lè nhè tưng. Dạ em không biết uống bia luôn ạ. Nói chung giống anh rồi đó ha. Bên kia mẫu người bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Chị Cát Tường, mẫu người bạn gái của em thì cũng đơn giản thôi, thì thùy mị, nít na, cũng phải biết lắng nghe, cũng thấu hiểu cảm xúc. Rồi, như vậy cũng quá đơn giản ha. Rồi, chào em. Cái điều gì em không thích nhất ở người bạn gái nữa? Không biết bảo vệ chính kiến tình yêu của mình. Ví dụ như mà đang yêu nhau mà có người này người kia nói cái nghe lời người khác, cái nghi ngờ này kia thì em không thích. Em có tính gia trưởng không? Dạ không, em rất là thoải mái. Thấy cái tướng em ngồi thấy có vẻ giống như kiểu như ông hội đồng đang xét xử, kiểu như đang ngồi nói chuyện thế đó. Dạ không, em ngồi vậy em thấy thoải mái hơn. Ồ vậy hả? Vậy dạ. Thôi em cứ thoải mái đi, cứ thoải mái. À, khép vô lại vậy là thoải mái đó phải không? À, ngồi vậy chưa thoải mái đâu, ngồi vậy mới thoải mái nè. Chưa có tình trường rồi mình nhắm mình yêu, rồi mình biết làm cách nào để mà mình ga lăng, mình chăm sóc người yêu của mình không? Dạ có chị, cái đó thì nhiều lắm. Nói chung là ở đâu ra, chưa có bồ sao mà biết mà nhiều? Không, em cũng vậy, như là chiêm nghiệm cũng nhiều, em cũng chứng kiến nhiều. À, chứng dạ. Kiến quan sát thôi phải dạ. Không? Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng trong vòng từ 3 đến 5 năm. Để chị hỏi bạn gái, em muốn mấy năm, muốn bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Dạ, khi nào tình yêu đủ lớn thì
thời gian không quan trọng. Như thí dụ 3 năm, 5 năm đối với em thì thấy cái mốc thời gian nó như thế nào? Dạ cũng hơi xa. Hơi xa đúng không? Dạ. Nói vậy thôi chứ biết đâu đàn trai nhìn đàn gái muốn cưới liền thì sao? Không biết được đâu ha. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào em gái. Rất cảm ơn em đã lấy anh làm mẫu người lý tưởng. Dạ. Sau này em nghĩ em lấy chồng mình sẽ phát triển kinh doanh như thế nào? Sau này thì em sẽ mở một nhà thuốc riêng. Đúng rồi. Dạ. Đó. Có thể hỗ trợ vợ mở tiệm thuốc Tây được không? Dạ được. Đàn trai thấy đàn gái là chấp nhận chịu rồi đó. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ em và cô hai của em. Chào Quyền Linh, Cát Tường. À, chào khán giả. Tôi là mẹ của Phương Trang. Còn bên trai bên này thì thấy cũng chững chạc, cũng rất lịch sự. Sau này hai đứa tìm hiểu nhau, thương nhau, chung thủy, không bắt cá hai tay. Đó là nhiều đó, là thấy thương vợ là đủ rồi. Được biết chăm em. Sóc gia đình được, là được rồi. Đừng có bắt cá hai tay, bắt một tay hai cá cũng được. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, hôm nay đàn trai có ai nè? Dạ, em đi với lại các cô chú, với lại chị nuôi, với hai em đồng nghiệp cũng. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là cô của cháu Thịnh. Cháu Thịnh cũng hiền lành, ngoan ngoãn mà cháu lễ phép. Bé gái bên này thì cô thấy cháu dễ thương, mà thấy cũng hiền lành. Thì thôi các cháu cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn cô. Xin chào em Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị nuôi của Thịnh. Đối với em thì Thịnh là một chàng trai sống rất cực kỳ tình cảm. Nên nếu mà hai em cho nhau cơ hội thì chị tin rằng cuộc sống của em rất là màu hồng. Có một chàng trai sẽ luôn luôn quan tâm em và chăm sóc em, và sẽ là rất là chung tình. Bây giờ chúng ta sẽ kéo hàng rào ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Mình có món quà nhỏ muốn tặng cho bạn. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn bạn, mình rất là thích cuốn sách này. Em cảm ơn anh. Anh em nha, không có bạn nha. Em cảm nhận như thế nào về cái nhìn đầu tiên? Dạ, em thấy anh cũng rất là sói ca. Anh thì nhận xét là được cái là trung thực và trung thủy. Dạ, anh cảm nhận như thế nào về em? Em là một cô bé rất là dễ thương, nhìn rất là xinh. Hồi nãy em có chia sẻ là sau này em muốn mở một tiệm thuốc Tây. Thì anh thỉnh thoảng cũng nhiều bệnh lắm, có gì anh mua thuốc miễn phí. Trời, tao mở, tao bán cho nhiều người rồi mà mở bán cho em hả? Dạ, hiện tại thì anh ở đâu anh? Hiện tại anh đang ở quận Gò Vấp, anh ở gần Chợ Hạnh Thông Tây. Thì quận 12 cũng gần đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vậy là gần á, sát bên á. Là nhà em ở đó hay là? Dạ, nhà em ở quận 12 luôn. Thời gian rảnh thì anh hay làm gì anh? Nghe nhạc, đọc sách. Cuối tuần thì có thể đi dạo đây đó. Nếu mà có bạn gái thì anh hay đưa bạn gái đi, như là xả chết đi vòng vòng. Ví dụ như đi những khu du lịch gần gần á. Sau này mà quen nhau á thì mỗi cuối tuần rảnh em có chịu cho anh chở đi đây đó tham quan này nọ không? Dạ được anh. Em cũng rất là thích đi du lịch. Anh là có định lập nghiệp ở đây hay không, hay là? Thì anh sinh ra lớn lên Sài Gòn thì anh cũng yêu thích cái môi trường sống ở Sài Gòn, cho nên sau này chắc chắn anh sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Dạ. Có khi nào hồi xưa em với anh học chung trường không ta? Em học ở bên Trần Hưng Đạo Gò Vấp. Hồi đó anh học ở bên Bình Thạnh, sau này mới chuyển sang Gò Vấp thôi. Dạ. Em... Đàn ông thì hay quan trọng sự nghiệp, vậy anh có phải là một mẫu người của gia đình không? Anh cũng không khẳng định mình là một mẫu người của gia đình lắm, nhưng mà trong gia đình thì anh luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc bạn gái. Hồi nãy em có chia sẻ là em nấu ăn không được ngon. Dạ đúng. Thì phần nấu ăn thì anh nấu ăn rất là ngon. Mà em nói là em thích dọn dẹp hay là lười dọn dẹp? Thích dọn dẹp. Thích dọn dẹp. Thì anh cũng, anh nấu ăn xong anh hay bày lắm. Thì có gì em dọn cũng được. Em ở đây em ở với mẹ đúng không? Dạ đúng rồi, em ở với gia đình em. Dạ. Ví dụ như thôi nói đi. Mình có món quà gì tặng nhau về tinh thần không? Dạ, em có bốn câu thơ tặng anh. Rồi, xin mời em. Cảm ơn anh ngày gặp gỡ. Để lòng này thôi mong chờ, nếu là duyên sao đành lỡ, biết đâu cùng nhau hoa sẽ nở.
Trời ngồi cái thế gì thiệt chứ giống như thiệt mấy. Anh ơi đừng có mắc cỡ, hãy tiến tới kẹo lỡ để ngày mai chúng ta chung một cỡ. Em có một vài câu hát muốn tặng cho anh gái. Rồi tiến tới, tự tin lên. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi ngất ngây. Trong nhau tình yêu hôm nào? Khi đôi ta cứ hoài ngập ngừng, trong đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sẵn đôi. Gì vậy? Chỉ cần anh bước đến, thế giới của em sẽ thay đổi. Ghê chưa? Em bước tới được không? Sao? Còn hỏi nữa. Thế giới em thay đổi chưa? Dạ rồi. Nói gì đi. Khi yêu nhau thì có gì thì mình nên nói thẳng ra. Ví dụ như cái gì không hài lòng, chứ mình đừng có giữ cho mình sự im lặng. Tại vì im lặng đôi khi nó cũng là con dao hai lưỡi á. Nó cũng khiến mình hạnh phúc nhưng mà nó cũng khiến mình đau khổ. Thành ra có gì thì mình cứ nói thẳng cho nhau. Nói thẳng ra như vậy thì mình sẽ tiến với nhau được xa hơn. Mình thấu hiểu nhau nhiều hơn. Em rất là dễ cho thương. Nói ngắn gọn con câu, nói một tràng. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, kiểm tra chính con tim của mình. Chúng ta không cần nghe ai cả mà nghe trái tim nha các bạn. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Xin phép mẹ hôn cái đầu tiên. Dạ con xin phép bác và xin phép gia đình. Xin phép gì? Dạ cho con cho con được thể hiện tình cảm với bé Trang. Mời bạn nữ. Rồi ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên hàng rào và quý vị khán giả. Rồi, em tên là em. Nguyễn Xuân Hòa, lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua quận mấy? Dạ ở quận 11 ạ. 11 qua làm gì? Dạ em làm mở một công ty về thực phẩm và nông sản. Nói chung là mình làm thương mại. Tức là Hòa giám đốc luôn á hả? Dạ. Mời em gái giới thiệu. Lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh và anh bạn đằng ấy. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang hiện diện tại trường quay và đang theo dõi chương trình trên màn ảnh nhỏ. Em tên Dung, họ tên đầy đủ là Phạm Thị Dung. Năm nay 30 tuổi, em đến từ Đồng Nai, hiện đang công tác tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Là trường nào em? Dạ em công tác tại trường đại học Hoa Sen ạ. À Hoa Sen. Hoa Sen. Rồi ưu điểm khuyết điểm của hai bạn là gì nè? Dạ em xin nói về nhược điểm trước. Tính em hay suy nghĩ và đôi khi dễ bị mất bình tĩnh. Còn về ưu điểm thì em thuộc tiếp người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Tính em cần mẫn, nghị lực và quyết tâm cao. Một khi đã đặt mục tiêu là em sẽ kiên định theo đuổi đến cùng. Em chân thật, nhiệt tình, biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Tính tự lập cao và trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra thì em có sở trường viết lách ạ. Nghe tôi nghĩ đau đài phát thanh thì khác. Em thấy tính cách của bạn đó cũng giống với tính cách của em à. Dạ thì nhược điểm của em thì cũng lâu thì hơi nóng tính thôi. Nếu mà mình đã thích công việc thì mình sẽ đam mê và cố gắng làm cho nó hoàn thiện. Có cái tật xấu gì không? Về nhà thì em hơi lười chút. Tình trường của hai bạn thì sao? Bắt đầu phát thanh. Dạ em đã từng trải qua hai mối tình, gần đây nhất là được hơn 3 năm. Em chia tay cách đây hơn 1 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Thực ra thì em đã cho anh ấy rất nhiều thời gian và cơ hội, nhưng mà anh cứ hờ hững và vô tâm quá, cho nên em đành phải quyết định dừng lại ở hai chữ gian dở. Trời ơi sao nghe nó thiệt hay thiệt. Tưởng đâu biên tập của chương trình. Giọng nó dễ thương quá anh. Dễ thương. Dạ ấn tượng lắm á. Cái này mình nói theo cảm xúc hay mình có soạn ra trước vậy em? Khi mà em đi dạy á thì cái tính của em như vậy nó quen rồi chị. Dạ. Rõ ràng mạch lạc ha. Em cứ nói thế. Lớp lang. Em cứ nói thế hay đấy. Dạ.
Cảm ơn anh. Rồi, bạn trai. Dạ, em thì cũng trải qua ba mối tình rồi. Mối tình mà sâu động nhất là ở thời đại học. Em quen được một năm thì em nói chia tay. Tại em muốn về cái sự nghiệp của mình trước. Bây giờ thôi, mình có sự nghiệp rồi đúng không? Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị lấy vợ đi nha. Dạ. Mẫu người của em thì kiếm một người bạn gái tóc dài một chút, biết quan tâm chăm sóc gia đình, biết chia sẻ. Nhưng mà ngoại hình thì sao? Vừa người, đừng mập quá. Còn với em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Anh Hòa ơi, em theo đạo Thiên Chúa đó, không biết là anh có theo đạo không ạ? Mình cũng có đạo em. May quá. Hay quá. Lo mình nhất quá. Người đó đó. Ngoài ra em sẽ rất tự hào và mãn nguyện nếu như tìm được một người bạn đời đáp ứng được tiêu chuẩn 50 năm có. Trời ơi, bắt đầu 50 đó là không lăng nhăng, gia trưởng, vô tâm, ki bo và ích kỷ. Cái đó thì anh đáp ứng được ạ. Dạ, về tiêu chuẩn 5 có đó là có ý chí, chính trực, sống có trách nhiệm, chín chắn và hoạt bát. Mình nghĩ là mình đáp ứng được. Dạ, chị cũng nghĩ là anh đó được đó. Nói chung là 10 có đó đủ 10 luôn hả? Tại vì dạ bên đây một 8 cái thôi anh. 8 có hả? Dạ. Chị tưởng đâu cái gì khó lắm chứ còn cái chuyện đó thì dễ. Dạ, dạ chào chị. Dạ. Bây giờ chừng nào mà đám cưới được nè? 6 tháng đến 1 năm. Hiện tại là mình có phải làm dâu không em? Không cần phải làm dâu cũng được ạ. Ủa sao vậy? Ba mẹ mình sống ở đâu? Ba mẹ em thì sống ở Tây Ninh, không có quan trọng vấn đề là làm dâu hay không. Rồi mình có nhà riêng chưa? Chỉ thiếu có một cái thôi, cái khóa cửa. Mà hy vọng là hai đứa về nhau mua cái khóa cửa thì gia đình hạnh phúc. Rồi vậy quá quá tốt rồi ha. Cái điều gì mà em thật sự em không thích ở người vợ tương lai của mình? Nói chung là đừng nhiều chuyện quá. Em sợ là em chia sẻ với vợ xong rồi nguyên cả xóm biết hết á gì. Dạ chính xác đó chị. Không có đâu em. Em yên tâm đi, tại vì cô này là thấy một người phụ nữ rất là chuẩn mực. Dạ. Mà có vẻ hướng nội, đó là gia đình. Đâu đó trật tự nề nếp đàng hoàng. Dạ. Thì em cũng là một người của gia đình. Rồi, cảm ơn bạn. Được. Cảm hợp lý. Để em qua coi giáo án bình đàn gái coi sao. Dạ. Đang soạn mấy trang nữa nè. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Anh trai bên đây là Bình Dị đó. Yeah. Anh nghĩ rằng rất là thật thà, kỹ càng quá. Em có sợ là chồng em gọi là trách không? Dạ không đâu anh ạ, không ai là hoàn hảo cả. Cho nên là điều quan trọng là mình biết chấp nhận nhau và biết vì nhau mà thay đổi. Hôm nay anh nghĩ rằng hai bạn bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Dạ. Rồi em cũng dễ thương, nhẹ nhàng ha. Cảm ơn về anh. Nhớ soạn cho anh dài cho giáo án nha. Có, từ từ chút soạn cho. Rồi. Rồi, bây giờ mình đi với người thân, mình đi với ai nè? Hôm nay em đi với một người mà rất là ủng hộ em tham gia chương trình, đó là anh rể. Ngoài ra thì có 4 anh chị em ruột, một số người bạn thân và đồng nghiệp ạ. 4 đi. Anh chị em ruột nữa, anh rể nữa, là bạn nữa, đông quá vậy. Nói chung này khóa cửa đi. Đưa tay lên cho coi cho bạn nhà gái. Wow. Rồi, bây giờ xin mời đại diện bên nhà gái đi ạ. Chào anh Quyền Linh ạ, chào chị Cát Tường và toàn thể các quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Em tên là Phạm Văn Bằng, em là anh trai ruột của bé Dung. Em gái em thì em rất là hiểu tính, thì bé rất là chu toàn và lo cho bố mẹ và gia đình. Và đã quyết tâm làm một cái điều gì là làm cho bằng được. Có khả năng là ví dụ như mai mà thì có thể thức trắng đêm để đèn sách. Khuyết điểm của bé thì về thể thao văn nghệ thì cũng hạn chế. Về bên bạn nam thì thấy anh rất là con người rất là phóng khoáng và cởi mở, biết lo cho gia đình. Và anh bảo là lười cái công việc nhà, cái đấy thì em nghĩ là lập gia đình về thì cái đó mình có thể siêng lên, có con có cái tự nhiên là mình siêng lên. À, cái điều mà em rất là mừng rỡ đó là hai bên gia đình đều có đạo. Và cái cảm giác đầu tiên thì em cũng thấy là anh là một cái bờ vai vững chắc, một người đàn ông có thể lo lắng cho được gia đình. Hạn chế của anh là nóng tính, có thể kiềm chế lại được. Thì em gái của em thì sống rất là nội tâm và sâu sắc. Thì người ta thường nói là chồng giận thì vợ phải nguôi, mà cơm sôi nhỏ lửa thì chẳng rơi hạt nào. Và trong tình yêu thì người ta cũng nói là tình yêu thì đôi lúc là có giận, có hờn, có ghen, có ghét, có buồn, có đau. Mà giận hờn là để hiểu nhau chứ không phải để ghét nhau suốt đời. Cho nên là người này có khuyết điểm của anh cũng có thể là bên em gái có thể bổ trợ. Và bên cái khuyết điểm của em gái là sống nội tâm sâu sắc, và anh cần một người là kín tiếng thì cũng có thể là san sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Thì em thấy là hai bên rất là hợp. Và nếu được thì nên cho nhau một cái cơ hội. Vì hai bạn đến với nhau như thế này cũng là một cái duyên. Vì trên thế giới này rất là nhiều người, hàng triệu, hàng vạn, hàng tỷ người, mà tại sao là vẫn là hai bạn? Và đó là một cái duyên. Cái duyên mới gặp được chứ không phải là đơn giản mà gặp được đâu anh ạ. Vâng, thì khi đã có một cái duyên là chúng ta cho nhau một cái cơ hội để gặp nhau. Và nếu được thì trong một ngày không xa, hy vọng là anh sẽ nhận được thiệp hồng của hai em. Và chúc em, hai em là tình yêu sớm đâm hoa kết trái. Và chúc hai em thành công. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh trẻ rất nhiều ạ. Hay quá. Em gái anh trai cũng hay luôn. Hai người hai giáo án khác nhau. Dạ. Rồi giờ rồi qua nhà trai coi sao nha. Dạ hôm nay thì đi
có hai chị gái. Chào chị. Chào chị. À, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng khán giả. Thì em là chị thứ ba của Xuân Hòa. Đối với em trai của em thì nhà rất là hòa đồng, vui vẻ. Từ nãy giờ có trao đổi với cô bạn gái ở đây là cũng cùng ngành với mình cũng là giáo viên. Thì hy vọng là nếu như mà hai đứa mà có cái duyên với nhau á, mình về sống chung thì chị em mình cũng hợp với nhau trong cái ngành đó. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Như vậy là thấy hai bên nãy giờ hợp lý rất là nhiều ha. Dạ. Cả nhà người ta đi hết luôn, bữa nay là cả xóm đóng cửa, khóa cửa lên rồi đó. Ủng hộ 100% tuyệt đối luôn. Chúng ta bắt đầu mở rào. Đây anh có món quà. Cái này thì anh hy vọng nếu mà chúng ta tiến tới nhau, tình yêu hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào, mặn nồng như những viên sô-cô-la này. Em cảm ơn anh ạ. Bữa này gì đây, không phải quà cho ảnh hả? Dạ, để xíu nữa chị ạ. À, xíu nữa mới tặng. Dạ. Quà phải có đúng lúc, giáo án tới đoạn tặng mới tặng chứ. Dạ, em xin được hỏi anh trước ạ. Anh rồi. Quan niệm như thế nào về tình yêu và về hôn nhân ạ? Tình yêu và hôn nhân thì quan trọng là giữa hai người, mình đã hợp với nhau, tiến tới với nhau. Thì sẽ chia sẻ tất cả những nỗi buồn, niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Coi như nhiều khi mình gục ngã thì người đó sẽ cố gắng động viên mình lên. Trong tình yêu và cả cuộc sống hôn nhân sau này nữa, ngoài những điều anh nói thì rất cần sự kiên định thực hành 4 chữ T mỗi ngày. Kiên định thực hành 4 chữ T mỗi ngày. Đó là trung tín, tôn trọng, yêu thương và tha thứ. Cô này có nhiều chữ quá ta. Ở đây cuối còn chữ nào? Em thấy trong cái 40 chữ đó thì anh có đáp ứng được cái những cái vấn đề gì của đó của em thôi không? Dạ, em thấy từ nay đến giờ thì anh là người có trách nhiệm trong công việc và có chí cầu tiến. Thì đây là một trong những điều em đang kiếm tìm ở một nửa còn lại. Em đánh giá rất cao ạ. Quan điểm sống của em đó là hãy cứ từ từ mà sống. Em không có vội vàng để mà chọn vội cho mình một người để khỏa lấp nỗi cô đơn đâu. Em sẽ tìm cho mình một trái tim có cùng nhịp đập. Ở đó biết quan tâm, chia sẻ, biết hy sinh, vun vén, xây đắp cho hạnh phúc của nhau. Và luôn sẵn sàng cùng em đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Không biết là anh có sẵn sàng với những điều này không ạ? Thì nếu mà em đã chấp nhận chia sẻ thì anh cũng sẽ chia sẻ. Có thể thì anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Không biết vấn đề dạy học của em thì rảnh trong thời gian nào? Dạ, thường thì em hay rảnh vào cuối tuần ạ. Nếu mà ưu tiên cho nhau thì em vẫn cố gắng sắp xếp ạ. Tới khúc tặng quà cho em. Dạ. Chưa hả? Dạ, tất cả những tâm tình muốn nói thì em đã trao trọn trong tấm thiệp này. Xin được gửi tặng đến anh. Rồi, cảm ơn. Kỳ lắm, phải đúng lúc rồi thấy được mới tặng, chứ không được là chưa tặng đâu. Cái này có mở ra đọc được không em? Dạ, được ạ. Đọc đi em, đọc đi. Dạ, thầy Đức Bà đó anh. Người lạ ơi, gặp được nhau đã khó, trân trọng và giữ được nhau lại càng khó hơn. Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta có cơ hội được gặp nhau. Mong rằng chữ duyên sẽ song hành cùng chữ phận. Bởi lẽ duyên này do bạn muốn hò tạo, phận là do người chọn, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối hành trình tìm hiểu một cách nghiêm túc và chân thành. Người lạ ơi, rồi cảm ơn em. Dạ. Dạ. Dạ, tấm thiệp này có in hình ngôi thánh đường. Hy vọng đây sẽ là điểm đến cho cả hai vào mỗi cuối tuần về. Và thánh đường sẽ là nơi minh chứng cho một tình cảm đẹp nếu được triển nở, được Chúa chúc lành thánh hóa. Trời, cô nói hay quá ta. Dạ. Nói giống như là rót mật vô tai vậy đó. Nghe mà muốn nghe thêm á anh. Hả? Còn cái này, cái này là đoạn khác hả em? Dạ không, đến với chương trình thì em chuẩn bị hai tấm thiệp với hai nội dung khác nhau. Hả? Tức là trong trường hợp mà tặng cho người có đạo hoặc không có đạo á, tại vì em không có biết là chương trình sẽ sắp xếp cho mọi người như thế nào. Có nghĩa là anh cổ ưng. Cái này là rất trân trọng khi mà anh nhận cái thơ đó, anh rất muốn lấy cái này không? Không. Dạ thôi, không phải lấy luôn. Cái này để tôi thôi. Dạ, em rất là cảm phục trước tình cảm của bố mẹ. Bởi vì trong những lúc khốn khó nhất thì hai người luôn hướng về nhau và nghĩ cho nhau. Và đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin được chia sẻ về một cuộc hôn nhân ạ. Rồi, mời em. Có hai ông bà sống với nhau đã gần 50 năm. Cuộc sống hôn nhân tuy có nhiều khó khăn, bất trắc, nhưng hai ông bà luôn vun vén, đồng lòng nuôi dạy các con nên người. Một ngày kia, ông bị tai biến và phải xa bà một thời gian dài để điều trị bệnh. Thương ông, bà chỉ biết nhớ và cầu nguyện thật nhiều cho ông. Trong một lần đến nhà thờ,
không may bà bị tai nạn, nằm cấp cứu miên man, lúc mê, lúc tỉnh, bà thì thào: đừng nói cho ông biết, vì bà sợ sức khỏe của ông sẽ suy sụp. Đêm hôm ấy, dù không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng ông vẫn cứ trăn trở mãi, chẳng thể nào ngủ được. Và rồi mọi biến cố cũng qua. Sau một thời gian điều trị bệnh, ông bà trở về tổ ấm trong niềm vui mừng vô hạn. Ông nắm chặt tay bà thì thầm: tớ với mình tình nghĩa vẫn sắt son, vầng tim vẫn thủy chung, trọn cho đến hơi thở cuối cùng. Em xin hết ạ. Một dòng đọc ấn tượng quá. Một câu chuyện rất là cảm động ha. Chuẩn bị đến giây phút rất là quan trọng nha. Đây có phải là người để chúng ta cùng đi suốt cả cuộc đời còn lại hay không? Nhắm mắt lại, kiểm tra lại nha. Có nhắm thì nhắm, bấm thì cũng bấm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Giữ lấy bạn. Nắm tay nhau đây hai bạn. Chàng trai và cô gái đã có 10 có và 2 bờ. Bờ gì? 2 bờ gì? 2 bờ là 2 bấm á. Xin gia đình mình làm cái nhiệm vụ của bạn mối hẹn hò đi. Chào tất cả bên gia đình. Thì em rất là vui khi là bạn gái đã bấm nút chọn em. Thì em hứa nếu mà em còn sức khỏe thì em sẽ cố gắng lo cho bạn gái đến thời đại cuối cùng. Hay quá. Xin hôn. Xin hôn. Dạ. Không biết bên gia đình mình hôm nay em hôn bạn gái ở đây có được không ạ? Anh cứ thoải mái ạ. À, thoải mái ạ. Dạ. Vậy em xin phép ạ. Cứ tự nhiên. Hôn mà cứ tự nhiên. Dạ, ngay tại giây phút này đây, em đang sống với tâm tình biết ơn và tạ ơn. Tận sâu trong đáy lòng mình, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức chương trình vì luôn là cầu nối cho những trái tim đơn lẻ được gắn kết với nhau. Xin kính chúc chương trình ngày càng phát triển ạ.